À bạn Trí làm đầu nguồn ở đây luôn đấy chứ nhỉ? Ơi anh bấm hai đầu khác nhau à? Hả? Anh đang bấm ấy à? Bấm giống anh đúng không? Em thường là đỏ trắng xanh đen. Đâu anh bấm xanh đen trắng đỏ à? Ơ bên này lại trắng đỏ xanh đen. Trắng đỏ xanh đen, thế đầu này bên này sai rồi. Trắng đỏ xanh, ôi cả hai đầu này cũng thế. Trắng đỏ xanh đen. Cả bên này cũng thế rồi. Bấm ngược lại nhịp nhẹ tí trèo lên này. Trắng đỏ xanh đen. Thôi bấm lại cả hai. Chú làm mấy hôm nữa là biết làm rồi đấy nhở? Biết đấu cái này rồi nhở? Mấy giờ chú lại chạy? Mấy giờ chú lại chạy xuống dưới kia? Dạ. Vâng. Không, cái xong đó là xuống. À. Cháu này cũng nhiều việc quá. Từ đây đang anh làm nhà, tới nó điện đâu. Trắng đỏ xanh đen. Trắng đỏ xanh đen. Cần gì lúc nào anh ấy lại anh đảo một phát là biết gì đâu. Thế nguồn này đấu luôn này. Nguồn này em cứ đấu bình thường nhá. Cái dây nguồn đâu anh nhở? Đầu nguồn này ở đâu đấy? Đâu quá. Vâng. Ở chỗ chợ kia là thay mắt thôi à anh? Alo. Ồ. Em đi làm không phải gì đâu. Ở đâu? Đi á. Yeah.
8 giờ khi nhân viên điện à, 8 giờ nguồn này đổ như nhau ạ. Nếu mà cái ship chưa có con ship chia tí cắm điện là biết mà. Nhưng mà đây anh đủ mét đúng không? Thừa ấy chứ nhỉ? Chắc phải bắn mắt lên ông mới đưa cái này lên nhỉ? Anh ơi, hết đấy rồi. Hết đai rồi. Hết đai rồi. Hết rồi.
Cam này anh ủi mẹ kinh nhở? Tưởng nó có nguồn riêng. Nó có nguồn riêng rồi nhưng mà nó đấu chân nào. Đây. Ở đây xe 12V này. Và thì cái kia thần đéo thì để ấy nhỉ? Đâu? Thế đấu vào đây thôi. Đây nó cộng trừ đây này. Không cần ấy nữa, không cần đầu dắt cắm nữa. Nhưng mà nó đấu hai nguồn luôn à? Chắc là một cái này thôi. Đéo mang tôi biết bé rồi. Tôi biết bé em lại tôi biết kia. Dùng mũi dao được mà anh? Đầu này đúng không? Đây, cắt nó lên đây thôi. Cắt đây. Đừng cắt sát à. Đâu cái gì? Cốt này cái gì? Cái này nó quấn ở cái gì ấy? Nó chống nước. Xa xi nhan. Cảnh hộ là thế. Alo. Vâng. Cái này là dán vào đây à? Nhà nào anh? Cái này dán vào được. Cái chân quấn là cái cổ cái này. Hộp là... nào nhỉ? Nhét vào hộp kỹ thuật quấn nó cổ này. À vâng. 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 Đây đây, sao phải rồi? Nắp cặp. Này, nó sao mà bị hỏng anh? Nắp rồi. Xe nó. Mở ra để vứt đi. Anh xem. À, đây vâng. Cái DC 12V đây à anh? Thế là out. Còn đây là mấy đại in này này. Sao? AC 24V này. Sẽ nguồn của anh là bao nhiêu V? Chưa có thì là bao nhiêu V? In này mới đúng chứ. Đây là cam nhìn biển số đây. Cái này phải gỡ đâu. Là xong rồi. Quên.
xem tiếp, từ từ đã, xem nó như thế nào đã. Bắn ở giữa này thôi. Rồi xong cái này nó, cái này nó dùng để bắt nó giữ cái này hay sao? Xem còn phụ kiện gì không? Chắc chắn còn. Đây này nó có mỗi hai ốc đây này anh này. Đấy thì nó bắn thẳng vào kia mà. Nó bắn vào cái ốp kia luôn mà. Đúng không? Đi, tí nó kênh được cái này mà. Nó kênh được để anh em mình bắn này. Vâng, nó vòng để anh em mình bắn. Xong tí nữa anh em siết vào rồi. Bạn thấy đâu cái ốc để cẩn thận là không mất không? Đấy. Vậy bạn cũng hơi khó, không nhận tháo hết ra. Ơi. Không nó có bắn đâu, không bắn không bắn, anh đang lắp cam ở đây. Tháo hết ra bắn chân dễ. Không bắn. Vẫn đi tí thế nhỉ. Thì nhẹ lắp cái con to này, hối thằng thì nhẹ giật mình này. Nhưng mà để ở mãi trên kia nhỉ, bắn ngược xuống đúng không? Hay là cái này và đấy. Không nhưng mà cái ở trên đế là mình, anh em mình phải đặt như này đúng không? Nó phải ở trên chốc ấy anh nhở? Đã. Cái này phải ở trên chốc kia đúng không? Ừ. Trên chốc bắn thẳng xuống á. Vâng. Bắn này, bắn trên đỉnh. Máy đằng sau anh. Máy lệch lệch. Không, đó đúng rồi đấy. Đúng thang của nó rồi mà. Cái cảm xúc như vậy ấy. Đấy, bắn kia xong là lúc lên chụp vào đây lên là chụp vào và vặn ốc vào thôi. Thế cho nó dễ. Nhưng mà chỗ này anh ơi, chỗ này nó không có lục à? Nó phải có lục để xoáy cái này chứ. Đây. Cái đồ nó cho em cái cam nào. Đây này nó có nguồn DC, à nguồn 24V mà. Chứ không phải nguồn đấy. Đúng không? Nhưng mà anh phải có kim à. Anh có cái gì nhỉ? Tu vít à, cái điện này, bút điện này. Lòng lòng nhỉ. Vâng. Z
dương âm. Hôm trước em đưa anh cái đầu này không biết nó đâu chụp á? Vâng. Đấy. Không, cái đầu kia cơ. Cái đầu bán của em mà nó có một cái nghiêng nghiêng ấy. Chả biết cái đầu. Đây đầu, đây anh mấy đầu này. Đầu nhưng mà cái đấy em, bởi vì cái đầu khớp, cái khớp độ của em ở trong đấy nó có một cái lẫy. Đấy, ở đây tất cả đây hết. Không biết. Hết ở đây này. Đấy, ba đầu đây, bốn đầu đây. Đập mẹ cái này ra. Có cho cái gì nhỉ? Đây là cam quét biển số vài đài nhé. Cái gì anh? Đây à? Đây này. Ôi, mình... Anh đéo dám đứng rồi. Thôi anh cứ giữ ở được đấy. Đó. Còn nâng được không? Đó. Nâng được thì cho nó lên đấy. Lại đi đâu rồi? Nâng thẳng ở giữa này luôn. Vâng. Thôi tiến lên, tiến lên. Chú tiến lên tí đi. Tiến lên tí. Thôi Thank you.
kia là anh nhở? Nó đi quay bên này à? Cái đầu này nó thả nó xuống đầu bên kia nhá. Ơi sao lại như này nhỉ? Anh đưa liên tục đi. Anh đưa hết, anh đưa hết đi. Chú ý xuống nhỉ? À thế là nó nếu mà nó muốn ấy thì nó chỉ hai con, bốn con thôi anh ạ. Nếu hai bên thôi mà. Anh ơi xem thử à mà lúc nào chỉnh sau nhở, bây giờ chỉnh thế nào được. Xe này mất an toàn lao động. Đây tí buộc vào hay là bằng trên nào?
Cái gì anh? Có không? Hình như anh Nghĩa xoáy vào rồi sao? Cái nắp kia anh có mang lên đâu? Có nãy. Anh có